Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Từ Học.cc Chúng ta tiếp tục với bài 33.3 Giải bài tập Z33 trong phần mảng JavaScript Các bạn mở VS code tạo bài mới Bài 33.3 Tạo file index và file main Link file main vào trong file index, chúng ta sẽ code trong file main Bài tập này có khá là nhiều ý Và bạn nào mà làm được một phần Hoặc là làm được toàn bộ cái bài này Thì hãy để lại bình luận nhé, mình sẽ chúc mừng các bạn Bởi vì đối với học lập trình ý, thì chúng ta phải thực hành thật nhiều Mắc lỗi thật nhiều, các bạn sai không sao cả Chúng ta hãy tự tìm ra xem tại sao mình sai rồi tự tìm cách sửa dần dần nó sẽ đúng chứ ạ à, sau này mình đi làm cũng vậy thôi không phải lúc nào cũng có người chỉ cho mình từng tí một đi bấc cho mình từng dòng cốt một giải thích cho mình từng chi tiết một tại sao nó như thế đâu mà chúng ta chỉ đi chỉ nắm được cái phần đầu của cái sợi dây thôi còn lại chúng ta phải tự lần nhá các bạn nhá thì nếu trong trường hợp mà chúng ta làm bài tập này chúng ta mắc ở đâu thì chúng ta mới biết là chúng ta thiếu hụt kiến thức ở chỗ nào còn đối với những bạn mà đã dành một thời gian cho nó rồi ví dụ dành cả một tuần rồi để tìm hiểu và nghiên cứu kỹ phần lý thuyết nhưng mà vẫn mắc một vài ý chúng ta chưa hiểu thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ đi chữa bài tập và ôn tập lại phần lý thuyết nhé. ý đầu tiên viết chương trình tạo một mảng một chiều gồm các phần tử là số nguyên có n phần tử ngẫu nhiên n do người dùng nhập từ bàn phím thì khác với bài trước đúng không? bài trước là gì? nhập n phần tử nhưng mà mỗi phần tử là do người dùng nhập còn bây giờ là gì? nhập n phần tử và tạo ra một mảng ngẫu nhiên có n phần tử luôn. ở bài tập trước bài 32 thì chúng ta sử dụng cách viết thông thường ở bài tập này chúng ta sử dụng hàm để viết nhá. ý 1 tạo mảng ngẫu nhiên với n phần tử function dấu cách tên hàm đây là khai báo hàm tương minh mình sẽ gọi tên hàm là create random array tức là gì tạo một cái mảng ngẫu nhiên truyền một tham số vào là n ý là số phần tử của mảng phần thân này tạo một cái mảng rỗng let array có không phần tử này tiếp tục là chúng ta dùng for để duyệt for let i bằng không cho y chạy từ không cho đến y nhỏ hơn n mỗi lần lặp tăng biến i lên một và chúng ta sẽ thêm một phần tử ngẫu nhiên vào cuối mảng đúng không? Mỗi lần nó chạy thì y sẽ chạy từ 0 cho đến nhỏ hơn n tức là chạy theo vị trí index. Hôm trước chúng ta thử rồi, được chưa ạ? Dùng gì? Array chấm put để thêm một tử vào cuối mảng. Thêm một tử ngẫu nhiên và là số nguyên thì bạn dùng gì? Mat chấm floor để làm tròn xuống, được chưa ạ? Và làm tròn cái số ngẫu nhiên này đi. Mat chấm random này. Phương thức random nhá. Mở đóng ngoặc này và để mà chạy ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 99 thì gọi nhân với 100 các bạn cùng nhìn lại này đầu tiên là math.random sẽ tạo ra một số thực ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 cho đến sát 1 và chúng ta nhân với 100 thì cái đoạn này này nó sẽ trả về một số thực ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 99 thì cái bài random chúng ta đã học ở bài 15 rồi mình nốt vào đây bạn nào quên thì xem lại nhá chúng ta có thể thay đổi cái giới hạn bằng cách là thay đổi cái số này thì tại sao thì xem lại bài 15 như vậy tóm lại cả cụm này cho chúng ta được một số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 99. Các bạn sử dụng phương thức put này để thêm cái số ngẫu nhiên này vào cuối mảng và vòng for của chúng ta chạy từ 0 cho đến nhỏ hơn n cho nên mỗi lần lặp chúng ta lại thêm một phần tử vào cuối mảng. Rồi kết quả này thoát ra ngoài vòng for còn return về cái mảng array như vậy điều lại như vậy là trong hàm xuống dưới này net n cho người dùng nhập n sử dụng gì phạt in nhá để ép sang kiểu số nguyên vòng tròn này dùng để nhập liệu này màu tròn à, nhập số từ của mảng rồi lưu lại ở bên dưới này chúng ta gọi cái hàm ra let chúng ta gọi là random array tức là cái mảng ngẫu nhiên đấy bằng này và gọi hàm create random chuyển n vào lưu lại tức là gì Chúng ta cho người dùng nhập vào một số nguyên này Sau đó thì gắn vào biến N Sau khi gắn xong chúng ta gì gọi hàm tạo số ngẫu nhiên Và truyền cái phần tử N vào đây Thì có phải là nó chạy hàm này từ đầu không? Khởi tạo này, khởi tạo mảng này Dùng for để duyệt này Và thêm phần tử ngẫu nhiên vào mảng Cuối cùng là return về cái mảng Sau khi kết thúc hàm ấy Thì nó sẽ trả về một cái mảng Và chúng ta gắn cái mảng đó vào cái biến random array này để lấy kết quả. Sang ý thứ hai là xuất các giá trị trong mảng nốt lại này con số chấm lốc vào tròn cái kép này nốt lại nhá mảng ban đầu con số này chấm lốc này xuất cái random array ra lưu lại Câu lại để xem nhập số phần tử của mảng ví dụ 5 phần tử enter được phải kiểm tra chuyển tác con số này có 5 phần tử ngẫu nhiên hóa ra này 13 49 6 5 7 9 5 phần tử này là số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 99 là do cái đoạn này nó tạo ra chưa em 5 6 phần tử đi Enter này đây 6 phần tử ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 99 rồi thì cách viết này này là chúng ta in trực tiếp ra chúng ta còn có cách in khác nữa là in ra chuỗi dùng zone con số chấm đốc này tròn này kép này. mảng, Hai chấm. Còn cộng với random array chấm zone này. Đấy. Thì chúng ta muốn zone theo ký tự nào. Còn liệt kê vào. Còn mặc định nó là dấu phẩy đúng không? Dấu phẩy và liền nhau. Mình để mặc định nhá Màu tròn này. Lưu lại này. Và không ghi gì. Vào trong dấu ngoặc đơn này. Từ này. F5. 5 phần tử. Enter này. Đấy. Thì cái mảng ban đầu. Cách viết bên, bên trên này. Là xuất. In trực tiếp. Mảng có 5 phần tử này và liệt kê cái mảng ra đây còn cách thứ hai là nó sẽ chuyển cái cái này này ra một chuỗi và ghép các phần tử lại với nhau bởi dấu phẩy đây là mặc định trong trường hợp mà chúng ta muốn ghép với nhau bởi dấu phẩy cách nhé nhìn này phẩy cách này lưu lại này năm này năm phần tử enter này bạn thấy không phẩy cách dạ thay thành dấu cộng này cộng này lưu lại năm này năm phần tử này enter đấy một cộng 17 thế thì nối lại bằng cái gì thì là do chúng ta Để kêu vào đây mình để phẩy nhá phải cách cho nó rõ ràng năm này 4 phần tử enter được chưa ý thứ ba đảo ngược mảng và xuất mảng sau khi đảo ngược ý này chúng ta cần phải lưu ý là phải sao chép mảng ra trước khi đảo ngược để tránh làm thay đổi mảng gốc con số chấm lốc này cái kép này bằng 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 này à, mảng sau khi đảo ngược Rồi Các bạn khai báo một cái biến Để nhận giá trị của mảng Sau khi đảo ngược Mình sẽ gọi là reverse nhé Reverse này Và Array Thì chữ D đi Tức là mảng sau khi đảo ngược Array này Bằng Random Array Ý là cái mảng ban đầu Chấm này Slide Các bạn học slide rồi đúng không Nó sẽ copy hết cái mảng Trong trường hợp mà chúng ta không truyền start end vào Thì nó copy mảng Và trả về một cái mảng mới Sau khi mà chúng ta copy mảng sang một cái mảng mới rồi thì tiếp tục chúng ta dùng phương thức revert để đảo ngược nó lưu lại xong rồi cứ ta thôi còn số chấm lốc này còn này revert array lưu lại f5 này ví dụ 5 phần tử enter rồi mảng ban đầu 36 39 79 83 52 mảng sau khi đảo ngược sẽ chạy ngược lại đúng không 52 83 đây có nhìn này 52 83 79 39 36 tức là chạy ngược lại từ phải sang trái Phần lý thuyết về cái phương thức slide chúng ta học ở bài 32.2. Mục 6 này, slide tạo một bản sao của mảng và lưu sang một vùng nhớ mới. Lý thuyết về reverse đảo ngược mảng, các bạn xem bài 32.3. Phương thức thứ 10, reverse này, đảo ngược thứ tự các phần tử trong mảng gốc. Nó làm thay đổi mảng gốc và không tạo ra mảng mới. Chính vì nó thay đổi mảng gốc cho nên là chúng ta đã sao chép ra một mảng mới rồi, sau đó mới reverse để đảo ngược. Bạn nào quên thì xem lại hai bài này nhá. Sang phần 4, sắp xếp mảng tăng dần. function cách tên hàm này mình gọi là sort array chuyển một cái mảng vào đây array phần tên hàm này ta return về sử dụng array chấm sort phương thức sort để để sắp xếp đúng không và các bạn nhớ là nếu chúng ta không chuyển gì vào trong này không chuyển cái hàm so sánh vào đây thì nó sẽ so sánh theo unicode được chưa hôm trước học rồi so sánh cái abcd ấy rồi so sánh một với một nghìn ấy, hay mười nghìn ấy được chưa rồi sử dụng arrow function để viết này hai tham số là ab và return về a đi b lưu lại xong hàm rồi còn số chấm lốc này tròn mảng sau khi sắp xếp mảng sau khi sắp xếp tăng dần đúng không lưu lại rồi bên dưới này let khai báo một cái biến là sort array à là cái mảng sau sắp xếp bằng các bạn gọi cái hàm kia ra sort array bên trên màu tròn này hoặc vuông này ba chấm này để sao chép mảng random array tức là như nào chúng ta sử dụng cái hàm sort array này để sắp xếp này Được chưa thì đây là cái phần hàm thôi phần hàm chúng ta viết để sắp xếp và cái array chấm sort này này trong cái phương thức sort này ta biết là phải truyền một cái hàm so sánh vào nếu không truyền thì nó sẽ so sánh theo unicode và khi chúng ta gọi hàm chúng ta cần phải truyền một cái mảng vào đây nhưng mà để tránh trường hợp là chúng ta truyền cái mảng gốc làm thay đổi mảng gốc các bạn sử dụng dấu ba chấm lần đường array để chúng ta copy cái mảng này ra copy cái mảng này ra một mảng mới đã ra một cái vùng nhớ mới sau đó thì chúng ta mới truyền nó vào tham số và sau khi sắp xếp xong chúng ta gán vào cái biến là xóa array này thôi ra nha còn số chấm lốc này một tròn xóa array lưu lại phần về phương thức sort sắp xếp Chúng ta đã học chi tiết ở bài 3.2.6. Ở trong bài này, mình đã giải thích chi tiết hai trường hợp là sắp xếp tăng dần và sắp xếp giảm dần của mảng rồi. Có điều là ở bài này thì chúng ta sử dụng gì? Một cái biến để lưu giá trị của mảng sau khi sắp xếp. Còn ở trong bài tập ngày hôm nay, các bạn khai báo một cái hàm sort array này có chức năng là sắp xếp truyền một cái mảng vào đây và sau đó chúng ta return về cái mảng này sau khi sắp xếp tăng dần. Và kết quả là toàn bộ cái vế phải này sẽ trả về một cái mảng sau khi sắp xếp. Và đây chính là cái tham số cái mảng mà chúng ta sẽ sắp xếp toàn bộ giá trị này sau khi sắp xếp xong sẽ gắn vào biến sort array và kết quả là chúng ta sẽ được một cái mảng sau sắp xếp tăng dần ví dụ f5 này thử nha 4 này enter này đấy tăng dần đúng không 15 46 66 80 thế thì cái tham số ở bên trong này chúng ta cũng học rồi nó là cái gì cái phần dấu ngoặc vuông và ba chấm đó chính là toán tử split các bạn đã học ở bài 32.5 chức năng của nó ở trong hàm mà chúng ta sử dụng đó là tạo một bản sao clone của mảng và các bạn lưu ý là khi chúng ta tạo bản sao ấy thì lúc này nó không liên quan gì đến cái mảng gốc. Như vậy tóm lại là chúng ta tạo ra một bản sao để nó không ảnh hưởng đến cái mảng gốc ban đầu. Như vậy tóm lại toàn bộ phần này là chúng ta đã clone cái mảng gốc random array, sử dụng toán tử split để tạo ra một cái mảng mới không liên quan đến mảng gốc. Sau đó chúng ta sử dụng cái mảng này làm tham số để truyền vào cái hàm sort array. Khi cái mảng này được truyền vào hàm thì chúng ta sẽ trả về một cái mảng sau khi sắp xếp xong, tăng dần và kết quả là toàn bộ vế phải chúng ta được một cái mảng sắp xếp tăng dần và khi xuất ra sót tịt array chúng ta được một cái mảng tăng dần ý số 5 tính tổng các phần tử trong mảng cái này học rồi đúng không điều này đã bạn nào mà chưa làm được ý này thì vui lòng xem lại bài 3.2.7 2 32 7 nó chả khác gì bài này cả đây là cách thông thường sử dụng vòng for khai báo tổng ban đầu bằng không dùng for để duyệt chạy qua từng phần tử một và mỗi lần chạy chúng ta lại cộng dồn cái phần tử đó vào bên tổng và kết quả chúng ta tính được tổng cách thứ hai là các bạn sử dụng phương thức reduce chuyển hai tham số tham số đầu tiên là một cái hàm tham số thứ hai là cái giá trị khởi tạo thì bạn nào mà quên cái bài này thì xem lại nhá nó dũng hệt cái bài tập hôm nay chúng ta làm thôi khai báo hàm này function một cách tên hàm là sum để tính tổng chuyển một cái mảng vào đây phần thân, thân hàm bạn return về array chấm reduce lưu ý này viết trong hàm ấy, nó không gợi ý đâu viết đúng chính tả nhá reduce mở đóng ngoặc này thì cái tham số đầu tiên là cái callback function này truyền một cái hàm vào thì chúng ta chỉ cần cộng cái giá trị biến tích lũy cộng với cái giá trị hiện tại đang duyệt đến thôi đúng không cần hai biến thôi các bạn viết là ab cũng được nhá mình viết ab cho các bạn mò lại lý thuyết nhá ngày xưa mình viết là cái current value ấy và cái accumulator ấy đúng không rồi return về cái gì tiếp tục này return về cái a cộng b rồi xong tham số thứ nhất phải tham số thứ hai là cái initial value đúng không? thì bằng không giá trị khởi tạo ban đầu bằng không lưu lại như vậy là xong cái hàm nhớ nhá bạn nào mà đang chưa hiểu thì xem lại bài 3 2.7 bài 3 7 chúng ta dùng giống hệt như thế này rồi tiếp theo này xuất ra rồi còn số chấm lốc này tròn cái kép này bằng bằng này tổng các phần tử trong mạng lưu lại này let sum biến tổng đúng không bằng các bạn gọi cái hàm sum ra Hàm sum này của tròn Mình đổi tên biến đi nhá Cho đỡ lẫn Sum element đi Nó không sao cả Chẳng qua là sợ các bạn bị lẫn thôi Đây là cái tên biến này Nhận giá trị trả về của cái hàm Còn đây là tên hàm này Đấy Truyền tham số vào Một cái mảng vào đúng không Thì ở đây chúng ta dùng Random array Truyền vào Để tính tổng còn số chấm lốc này Tốt kết quả thôi Tổng hai chấm cộng với cái biến sum element này lưu lại f5 này ví dụ có hai phần tử thôi enter rồi tổng các phần tử trong mảng là 108 34 cộng 74 bằng 108 đúng không mình nhập ít phần tử để các bạn dễ kiểm chứng thôi ý số 6 cho người dùng nhập vào một số bất kỳ kiểm tra xem số đó có tồn tại trong mảng hay không nếu có xuất ra vị trí index của số đó các bạn cứ cốt nhá mình giải thích sau 6 này. Đầu tiên là cho người dùng nhập liệu đã. Let này, ta gọi là cái biến search num search năm bằng này. Số tìm kiếm ấy. Number để kiểu sang số này. Dùng Prompt để nhập liệu này. Màu tròn. Nhấn cách nhập thông điệp này. Nhập số để kiểm tra trong mạng số kiểm tra nhá hai chấm này lưu lại rồi tiếp theo này dùng for để duyệt mà theo index và kiểm tra Đây này khai báo một cái mảng rỗng gọi là index ở à đây để chúng ta lấy được cái giá trị index sau khi mà nó duyệt nhá dạ. tức là khi mà nó kiểm tra trùng khớp với cái giá trị mà người dùng nhập vào thì chúng ta sẽ thêm cái giá trị index đó vào cái mảng rỗng này index array này For này ở tròn cho y chạy từ không let y bằng không đến y nhỏ hơn random array chấm len chưa dạ. tức là gì chạy từ đầu đến cuối cái mảng random array này mỗi lần lập tăng biến y lên một y cộng cộng như lại phần thân vòng for này nếu mà cái sunum tức là cái giá trị người dùng nhập vào mà thực sự bằng cái giá trị random array tại vị trí y này thì thì sao ạ tức là người dùng sẽ nhập vào một cái giá trị và chúng ta duyệt từ đầu đến cuối mảng và nếu cái giá trị mà người dùng nhập trùng với cái giá trị nằm ở trong mảng thì ta put cái vị trí index này vào cái mảng gốc index array ban đầu bằng không này dạ. index array này chấm put put cái gì Hút cái giá trị Y vào Thì có phải là nó duyệt qua tất cả các vị trí Cứ vị trí nào mà có cái giá trị Mà người dùng nhập vào trùng khớp Với giá trị trong mạng Random Array tại vị trí Y Thì lưu ý nhé cái này này Random Array tại vị trí Y Thì nó sẽ truy xuất đến cái giá trị Tại vị trí index Y yeah. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy cái giá trị Y đó Và chuyển vào mạng Index Array Rồi này Phát ra ngoài vòng for này Xuất thử để xem nhé Console.log Hoặc tròn xuất thử cái index array ra để xem lưu lại ví dụ nhập số phần tử của mảng nhập 20 phần tử enter này mảng sau sắp xếp tăng dần mình thấy là có hai số 31 mình cố tình nhập số 31 để kiểm tra xem có tồn tại trong mảng hay không 31 này enter kết quả là có hai số 31 tại vị trí index 11 và 19 đếm nhá đây mảng ban đầu này 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 số 31 đầu tiên này 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 đúng không? Có hai số 31 tại vị trí 11 và 19. Tức là nó duyệt từ đầu đến cuối mảng và kiểm tra xem cái giá trị nhập vào của người dùng có trùng khớp với giá trị random array tại vị trí index y hay không. Nếu trùng khớp thì chúng ta sẽ put cái giá trị vị trí index đó vào mảng index array. Và chính vì vậy, kết quả chúng ta thu được một cái mảng có hai cái vị trí index thỏa mãn yêu cầu. Lưu ý là nếu như mảng rỗng không có phần tử thì các bạn cần phải báo là không có số bạn tìm kiếm trong mảng kiểm tra này nếu nếu như mà cái index array à chấm len bằng không tức là cái mảng này có không phần tử thì con số chấm lốc màu tròn dùng dấu bách tích nhá tôi phẩy ngay dưới phím ec này không có số đô la này hoặc nhọn này truyền cái suất năm này này suất năm không có suất năm trong mảng rồi lưu lại L này Còn nếu trường hợp mà nó có phần tử Tức là nó khác không Thì còn số chấm lốc Hoặc tròn Dấu phẩy này Số Đô la này in bày thôi đúng không Xuất năm. À, xuất hiện Tại vị trí Index Rồi Tóa ra ngoài này Cái Chấm đã Cộng với các bạn dùng gì index array chấm zone vừa học xong đúng không zone thì nối các cái phần tử của mảng vào và thành chuỗi mặc định thì nó là dấu nó phải chưa rồi thử lại nhá giả sử chúng ta nhập vào là 20 đi enter bây giờ cố tình nhập một số không tồn tại các bạn thấy là số 1 không có đây đúng không nhập một này enter đó không có số 1 trong mảng f5 này ví dụ 20 phần tử enter mình thấy là có số 2 đúng không có một số 2 thôi cứ nhìn được cái mảng sắp xếp tăng dần này có dễ được chưa cái mảng gốc thì ở trên này nhá mình nhập số 2 này 2 enter số 2 xuất hiện tại vị trí index 6 kiểm tra mảng ban đầu này 0 1 2 3 4 5 6 đúng chưa phần giải bài tập hôm nay sẽ tạm dừng ở đây thì phần cốt nó khá là nhiều thì các bạn lên GitHub để tải trong trường hợp mà chúng ta gặp rắc rối nhé. Cảm ơn các bạn đã có tâm theo dõi và chúc các bạn thành công.